Chào các bạn, trong bài thành hôm nay chúng ta sẽ viết tiếp chương trình tách họ và tên và chúng ta cũng sẽ sử dụng mảng một chiều để thực hiện chương trình này. Thì đầu tiên, yêu cầu các bạn hãy thiết kế một form chương trình tách họ và tên. Trong form này có bốn trường text field. Trường text field thứ nhất là chúng ta cho phép người dùng nhập vào họ và tên và trường text field này là bắt buộc người dùng phải nhập liệu vào. Nếu người dùng không nhập liệu vào thì chúng ta sẽ báo lỗi. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhập vào một cái cái tên. Chúng ta thiết kế một cái trường họ, một cái trường tên điểm và một cái trường tên thì ba trường này là dùng để xuất ra kết quả sau khi người dùng bấm nút tách họ và tên thì chúng ta sẽ tách cái họ và tên mà người dùng nhập vào bên trong trường text field họ và tên này thì trường họ ví dụ chỗ này Nguyễn thì chúng ta sẽ tách chúng ta đưa vào cái cái text field họ trường tên ví dụ tên là phát thì ở đây chúng ta đưa vào cái text field tên chỗ này còn cái tên điểm của người ta có bao nhiêu từ thì chúng ta sẽ đưa vào bên trong cái cái text field tên điểm này thì đó là cái bài thực hành hôm nay của các bạn thì trong phần đầu tiên này thì đầu tiên các bạn hãy thiết kế cái form này theo chuẩn html version 5.cs3 và phải đáp ứng được chuẩn rbd có nghĩa là form chương trình tách họ và tên của chúng ta phải làm sao Vừa chạy được trên desktop Vừa chạy được trên tất cả các thiết bị cầm tay Bây giờ trong Remover các bạn hãy Tạo ra một cái trang web mới Ở đây chúng ta đặt tên Ví dụ Tách họ và tên Bây giờ các bạn hãy mở trang ví dụ này lên Để tạo form thì các bạn có thể mở lại trang form mẫu của chúng ta form html version 5 tt các bạn hãy copy toàn bộ cái đoạn thẻ html trong trang form html 5 tt này các bạn dán đè qua trang ví dụ tích hợp và tên của chúng ta để chúng ta làm mẫu các bạn hãy lưu cái trang ví dụ tách họ và tên lại Sau đó các bạn hãy thử review thử giao diện của chúng ta Thì hiện tại cái form mẫu này Thì chúng ta chỉ mới có một cái text field thôi Chúng ta chưa thiết kế gì hết Thì nhiệm vụ của bài này hôm nay Là các bạn hãy thiết kế cái form chương trình tách họ và tên này Để trong bài hình kế tiếp Thì chúng ta sẽ thực hành phần lập trình Để tách họ và tên của người dùng Thứ nhất là cái tên của cái form của chúng ta Chúng ta phải đổi lại tên tiêu đề của trang web Là chúng ta cũng phải đổi lại thì tiêu đề của trang web chỗ này chúng ta đặt là chương trình tách họ và tên còn tiêu đề của form thì chỗ cái form name này chúng ta đặt lại ví dụ đây là theo cầu của bài thực hành này thì các bạn sẽ đặt cái tên cho cái form của chúng ta là tách họ và tên các bạn nhớ là trước khi làm một cái bài tập về lập trình thì các bạn nên tải cái bài tập đó về trước để các bạn xem yêu cầu và các bạn hãy lập trình trước. Sau đó là các bạn hãy coi phim hướng dẫn để chúng ta có thể tự viết ra chương trình. Thì lúc giờ các bạn sẽ nhớ dài hơn. Thì tên form name chúng ta sẽ ghi là tách họ và tên. Phương pháp chỗ này chúng ta xài là bot Tiêu đề của form thì tiêu đề của form thì theo yêu cầu ở đây chúng ta sẽ thiết kế là chương trình tích họ và tên. Do đó chỗ này chúng ta nhập tiêu đề vào. Bây giờ các bạn hãy thử lưu trang của chúng ta lại. Các bạn review lại trang web của chúng ta. Thì đây là tiêu đề form chúng ta đã có rồi, tên trang web chúng ta cũng có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế những cái text field tương ứng. Cái text field thứ nhất trong cái form của chúng ta là text field họ và tên. Do đó chỗ này cái text field nhất chúng ta đặt tên cho nó, cái nhãn là họ và tên. Cái tên của cái nhãn này chúng ta cũng đặt luôn, ví dụ như là họ và tên. Cái text field của chúng ta tên là họ và tên. Cái input để nhận dữ liệu vào Chúng ta đặt tên ở đây Là họ và tên Kiểu là test Có nghĩa chúng ta cho phép người dùng nhập vào Dạng chuỗi Chỗ này thì chúng ta sẽ Đặt một thuộc tính require vào Để bắt buộc người dùng phải nhập liệu vào Nếu người dùng không nhập liệu vào Thì chúng ta sẽ báo lỗi Chúng ta sẽ báo lỗi bên trong cái thuộc tính title này Xin vui lòng Nhập họ và tên Ở đây chúng ta cũng sử dụng luôn thuộc tính là Autofocus để chúng ta đưa con chó chuột vào bên trong cái text field họ và tên này khi dùng mới mở form lên. Về cái tool tiếp thì ở đây chúng ta sẽ ghi là ví dụ như là họ và tên. Các bạn hãy thử lưu lại. Sau đó các bạn review lại cái form của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có trường họ và tên, có một cái tool tiếp khi chúng ta bấm nút bút tông thì nếu người dùng không nhập liệu vào thì nó sẽ báo lỗi xin vui lòng nhập họ và tên bây giờ cái field này thì nó hơi ngắn các bạn có thể đổi lại trong cái bài tập mẫu thì đây cái field của chúng ta nó dài hơn về kích cỡ do đó chỗ này cái lát này thay vì chúng ta xài lát 6 cột con 6 thì chúng ta xài lát ví dụ là con 8 các bạn lưu lại các bạn review lại cái form của chúng ta thì đây là cái lát con 8 cột thì độ dài khoảng bao nhiêu đây Tương tự thì các bạn hãy tạo tiếp phiêu là họ, tên điểm và tên. Thì để tạo những cái trường tiếp phiêu này thì các bạn có thể copy cái dòng bên trên xuống. Bằng cách là chúng ta copy nguyên cái section này. Chúng ta copy xuống để chúng ta sửa lại tên của tiếp phiêu cho nhanh. Chúng ta dán xuống bên dưới này. Thì cái trường kế tiếp ở đây chúng ta đó là chúng ta thiết kế ra cái trường họ đầu tiên thì cái trường này là họ rồi tới tên điểm rồi tới tên do đó chúng ta sẽ tạo một cái nhãn tên là họ chỗ này chúng ta đặt ví dụ cái nhãn tên cũng là họ luôn cái text field thì ở đây chúng ta đặt là họ cái text field này thì chúng ta không có require vì ở đây là dùng để xuất ra kết quả cho đó chúng ta không yêu cầu người dùng nhập liệu vào do đó cái require với cái title với cái autofocus này là chúng ta bỏ mà ở đây chúng ta cần thuộc tính rất early để chúng ta không cho phép người dùng sửa họ chỗ cái chú thích này thì chúng ta ghi là họ nếu các bạn không thích cái chú thích khi chuột di chuyển vào cái tab field thì các bạn có thể bỏ luôn cái cái thẻ b này đi còn nếu các bạn không thích cái kênh thì các bạn bỏ luôn cái này đi bây giờ các bạn hãy lưu lại sau đó các bạn hãy thử review trang của chúng ta lại vậy là chúng ta đã có một cái test phiêu họ để xuất kết quả họ vào đây và tới phiêu này chúng ta không sửa được tương tự thì các bạn hãy copy cái sách này xuống bên dưới các bạn dán xuống bên dưới này và ở đây chúng ta sẽ là tên điểm cái nhãn chỗ này chúng ta cũng đặt luôn cho nó là tên điểm cái test field thì chúng ta cũng đặt tên cho nó là tên điểm và đối với cái tên điểm này thì chúng ta cũng sử dụng tính rất early để chúng ta không cho phép người dùng sửa kết quả tên điểm chỗ này chúng ta cũng ghi chú thích là tên điểm các bạn lưu lại các bạn review lại trang của chúng ta thử vậy chúng ta có thêm một trường tên điểm nữa còn cái trường cuối cùng là sẽ là cái tên của người dùng khi chúng ta tách ra do đó là các bạn cũng hãy copy cái sách sinh này xuống bên dưới các bạn dán sau cái sự section này và ở đây chúng ta sẽ để cái nhãn là tên do đó chỗ cái tên nhãn chỗ này chúng ta cũng đặt là tên cái tên của cái input của chúng ta ví dụ chúng ta cũng đặt là là tên chỗ cái chú thích thì chúng ta cũng đặt là tên và cũng rất có nghĩa là người dùng sẽ không sửa được tên sau khi chúng ta tách ra sau đó các bạn lưu lại Bây giờ các bạn hãy thử review trang web của chúng ta lại Vậy chúng ta cũng đã có được một cái trường dùng để chứa cái tên sau khi tách ra Bây giờ cái nút này thì chúng ta sẽ sửa cái nhãn của nó lại Ví dụ cái nút này chúng ta đặt tên là tách họ tên Thì cái nút ở đây thì nó đã nằm trong một cái sinh rồi Và cái nút của chúng ta, cái bút tông niêm này chúng ta đặt Ví dụ ở đây cũng là bút tông tính cho giống với các bài tập trước cái nhãn thì thay vì chỗ này xài blue thì ví dụ chúng ta xài là red có nghĩa là cái nút của chúng ta sẽ là màu xanh lá cây cái tên của cái nút thì nó nằm trong thuộc tính value của thẻ input này thì chỗ này sẽ là tách họ và tên sau đó các bạn xe on lại bây giờ các bạn hãy thử review trang của chúng ta lại vậy là bạn thấy là chúng ta đã thiết kế được một cái form có bốn trường test field và trong đây trường tết phiêu thứ nhất họ tên là bắt buộc người dùng phải nhập vào còn trường tết phiêu họ tên điểm và tên này là chúng ta dùng để xuất kết quả sau khi người dùng nhập liệu vào bước kế tiếp là chúng ta khi người dùng nhập liệu vào bên trong cái tết phiêu họ và tên này Thì khi họ bấm nút tách họ và tên Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ lại cái giá trị Họ và tên mà người dùng nhập vào Do đó là bây giờ chúng ta sẽ Viết chương trình Bây giờ sau thẻ body chỗ này Các bạn hãy mở một cái khối lóc PHP ra Đầu tiên thì chúng ta cũng kiểm tra xem là Cái bút tông tính có được nhấn hay không Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cú pháp là nếu inset chỗ này chúng ta sử dụng phương thức bot do đó chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là đô la bot nếu cái nút bút tông tính của chúng ta mà được nhấn thì lúc giờ chúng ta sẽ xử lý chỗ này thì chỗ này có nghĩa là nếu mà cái cái nút bút tông tính mà người dùng khi người dùng bấm vào thì lúc giờ chúng ta mới thực hiện việc xử lý tích họ và tên chỗ này thì đầu tiên thì chúng ta phải làm sao lấy được cái cái họ tên cái họ và tên mà người dùng nhập vào bên trong cái text phiêu họ và tên này do đó ở đây thì chúng ta cũng sử dụng phương thức là dollar bot để chúng ta lấy chúng ta sẽ dollar bot vào cái trường tết phiêu họ và tên và cái này chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tạm là họ và tên để chúng ta lưu lại thì cái biến thì các bạn phải có dấu đô la phía trước thì dòng này có nghĩa là chúng ta lấy họ và tên người dùng nhập vào có nghĩa là chúng ta truy xuất vào cái tái phiêu họ và tên này chúng ta lấy họ và tên người dùng nhập vào chúng ta gắn tạm vào cái biến họ và tên này ở đây chúng ta có sử dụng cái biến họ và tên và để xuất ra lại cái giá trị của biến họ và tên này thì chúng ta phải khởi gán giá trị cho biến chỗ này chỗ này chúng ta sẽ gán cái biến họ và tên này mặc định là bằng rỗng và ở đây chúng ta cũng khởi gán luôn cái giá trị của các biến ví dụ như là biến họ rồi biến tên điểm và biến tên là do chút xíu nữa chúng ta phải xuất ra kết quả vào bên trong các test field này do đó đầu tiên thì chúng ta cũng khởi gán cái giá trị của biến này cho nó bằng rỗng luôn để nó giữ lại cái giá trị trên form khi người dùng bấm nút tính toán ở đây chúng ta khai báo biến họ đầu tiên là cũng bằng bằng rỗng biến tên điểm thì đầu tiên cũng bằng rỗng ở đây các bạn nhớ có dấu đô la phía trước và biến tên. Chúng ta cũng khai báo bằng bằng rỗng. Vậy đó là cái phần khởi gán giá trị cho cho biến. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra lại cái cái giá trị mà chúng ta đã lưu vào bên trong biến họ tên này. Khi chúng ta lấy được cái họ tên người dùng nhập vào, chúng ta lưu vào bên trong biến họ tên này thì bây giờ chúng ta phải xuất nó ra lại bên trong cái text field họ và tên để nó giữ lại cái giá trị mà người dùng nhập vào. Vậy là bên trong cái text field họ và tên này, trong thuộc tính value này, các bạn hãy sử dụng lệnh PHP. echo và các bạn hãy xuất cái biến họ và tên vào bên trong chỗ này. Các bạn đóng khối PHP lại. Bây giờ các bạn hãy lưu trang web lại. Và bây giờ các bạn hãy thử review lại trang ví dụ text họ và tên của chúng ta. Và bây giờ bạn thấy là khi chúng ta nhập vào cái giá trị bên trong text field họ và tên này các bạn bấm nút tách họ và tên thì cái giá trị này nó đã lưu lại được. Có nghĩa là nó đã giữ lại được vào bên trong cái cái tiêu họ và tên này. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn là các bạn hãy thiết kế cái phần giao diện chương trình tách họ và tên này và các bạn hãy giữ lại cái giá trị họ và tên mà người dùng đã nhập vào. Và trong bài hành kế tiếp thì chúng ta sẽ viết chương trình để tách họ và tên và chúng ta cũng sẽ sử dụng kỹ thuật mảng bên trong USB để chúng ta giải quyết chương trình này. Các bạn cũng có thể kiểm tra xem là cái trang chương trình tách họ và tên của các bạn có đáp ứng được chuẩn ARVD hay không. Có nghĩa là nó khi chạy trên điện thoại di động thì nó có đáp ứng được về độ rộng, có nghĩa là form của chúng ta nó có tự co giãn được hay không. Thì bạn thấy là cái cái form chương trình tách họ và tên của chúng ta đã đáp ứng được chuẩn ARVD có nghĩa là nó có thể chạy vừa chạy trên desktop và vừa chạy được trên các thiết bị cầm tay thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công chào các bạn